Việt Nam hôm 11 tháng 7 công bố dân số vượt mức 96,2 triệu người, đứng thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á và thứ 15 trên thế giới, theo truyền thông trong nước. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương Việt Nam công bố tính đến 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2019, dân số Việt Nam đạt 96.208.984 người. Con số này được nói là cao thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á sau Indonesia và Philippines và thứ 15 trên thế giới. Báo Tuổi Trẻ trích số liệu kết quả tổng điều tra năm 2019 cho biết cơ cấu giới tính trong tổng dân số là 49,8% nam giới và 50,2% nữ giới. Trang Vietnamnet trích lời Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhận định rằng với tốc độ tăng dân số bình quân 1,14% một năm so với chiến lược dân số 1% thì con số này chấp nhận được. Với tốc độ này, đến năm 2020, dân số Việt Nam không vượt quá 98 triệu người, phù hợp với chiến lược dân số trong giai đoạn 10 năm, Phó Thủ tướng được dẫn lời nói. Ngoài ra, kết quả thống kê còn cho biết hai thành phố có mật độ dân số cao trong cả nước là Hà Nội với 2.398 người một km vuông và thành phố Hồ Chí Minh với 4.363 người một km vuông. Truyền thông trong nước trích kết quả thống kê vừa công bố cho biết trung bình cứ 10.000 hộ dân cư thì có khoảng 1,8 hộ không có nhà ở. Theo ước tính của Liên Hiệp Quốc, đến giữa năm 2030, Việt Nam có 104,1 triệu dân và đến giữa năm 2050 sẽ có hơn 109,6 triệu dân.